Nếu các bạn nào đã ngửi qua cái chai Donut 29 của Lalabo rồi á, thì khi mà các bạn ngửi cái chai Apple My Eyes này của Man Mother Son á, thì các bạn sẽ cảm thấy nó có cái sự quen thuộc thật sự. Nhưng mà cái mùi hương này thì da nó kiểu nó bình thường, nó giống như là những cái mùi mà mình đã ngửi trước đây rồi. Cái mùi hương này thì nó không thực sự là mới mẻ, đúng là nó không mới mẻ thiệt. Nói thật á, là mình cảm thấy mình may mắn là mình ngửi cái mùi hương này cuối cùng. Tại vì cái mùi hương này da nó khó ngửi cực kỳ luôn. Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Còn nếu như các bạn mới biết đến kênh của mình thì là kênh mình sẽ chia sẻ về những mùi hương nước hoa cho các nam và nữ trên góc nhìn cá nhân của mình, để các bạn có thêm những thông tin nếu như các bạn quan tâm một chai nước hoa nào đó. Thì gần đây trên TikTok á, mình thấy có nổi lên một cái thương hiệu nước hoa, đó chính là cái thương hiệu Man Mother Son này. Cái thương hiệu này thì có thể có khá là nhiều người còn lạ lẫm chưa biết tới cái thương hiệu này, bởi vì cái thương hiệu này cũng còn khá trẻ. Đây là một cái thương hiệu đến từ Pháp, và những cái chai nước hoa của cái nhà này á, thì mới được xuất hiện từ năm 2023 vừa qua thôi. Hiện tại thì họ có 5 mùi hương. Và cái nhà này á, thì thật sự ngoài TikTok ra thì mình cũng không thấy họ xuất hiện ở trên những nền tảng khác. Ví dụ như bạn lên YouTube bạn search, hay là lên Facebook chẳng hạn, thì cũng không có cái thương hiệu này luôn. Thậm chí lúc mà mình tìm hiểu về cái nhà này á, mình có lên Franica để mình tìm hiểu á, thì những cái chai nước hoa của nhà này á, phải nói là cái số lượt mà bình luận ở trên Franica hay là để lại đánh giá nó đếm trên đầu ngón tay luôn á, nó cực kỳ ít. Tất nhiên á, những cái thông tin trên trang Franica nó không hoàn toàn đúng, nhưng mà đó là cái trang mà có lượng người dùng rất là lớn, họ để lại những cái quan điểm và chia sẻ quan điểm của họ khi mà họ xài một cái mùi hương nước hoa nào đó. Cho nên đó cũng là một cái trang mà chúng ta có thể lấy thông tin. Hơn nữa thì cái việc mà trên cái trang đó có ít lượt đánh giá cũng như là ít lượt bình luận á, thì cũng cho thấy á, là cái thương hiệu Man Mother Son này á, nó chưa thực sự có nhiều người biết đến. Vậy thì ở cái thương hiệu Man Mother Son này á, thì những cái mùi hương của họ nó có gì hay, nó có gì đặc biệt, cũng như là nó có đáng để các bạn quan tâm và sở hữu hay không á, thì mình sẽ chia sẻ những thông tin và những mùi hương nước hoa này trong cái video này cho các bạn. Bản thân mình á, thì mình cũng tò mò về cái nhà này cho nên mới kiếm cái set để test mùi trước, và cũng sẵn chia sẻ đến với các bạn luôn. Và nếu như các bạn xem cái video này thấy hay và giúp ích được cho các bạn á, thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để tiếp theo nhận động lực cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì mời các bạn xem video. Chai nước hoa đầu tiên mà mình sẽ nói đến, đây là cái chai nước hoa mà mình test đầu tiên khi mà mình nhận cái set này luôn, đó chính là cái chai Apple of My Eyes. Về phần mùi hương của cái chai Apple of My Eyes này á, mở đầu á, mình cảm nhận được cái mùi nó hơi khô khô, nó là mùi của đinh hương, nó kiểu giống mùi của gỗ á. Và cái mùi gỗ á, nó sẽ vẫn được giữ lại, thậm chí nó còn được tăng thêm bởi cái mùi của gỗ cashmere nữa. Bên cạnh đó thì nó sẽ có cái mùi của trà, ở đây là trà đen. Và thêm vào đó là một cái cảm giác nó khá là sạch sẽ của xạ hương nữa. Lúc mà mình mới test cái mùi hương này á, mình xịt nó ra trên da thì mình thấy nó có một cái cảm giác rất là quen của một cái mùi hương nào đó của nhà Lalabo. Mình thật sự mình có cái cảm giác quen thuộc của cái nước hoa của nhà Lalabo khi mình mới xịt cái mùi hương nước hoa này luôn á. Nhưng mà thật sự lúc đó mình chưa có biết là nó giống cái mùi hương gì. Cho đến khoảng tầm sau một tiếng á, khi mùi hương này nó dịu hẳn xuống, cái mùi hương nó dần ổn định rồi á, thì mình thấy cái mùi hương này á, nó giống cái mùi trái sung. Trong cái thành phần mùi hương này á, thì nó không có cái nốt hương trái sung, nhưng mà mình thấy nó giống như là nó có cái mùi hương trái sung vậy á. Thì trong cái nhà Lalabo á, có một cái chai nước hoa mà có cái mùi trái sung và trà, đó chính là cái chai Donut 29 á. Và thật sự á, khi mà cái mùi hương này nó dịu hẳn xuống á, thì mình thấy cái nét nó rất là giống cái chai Donut 29 của Lalabo. Phải nói là nó giống khoảng 80-90% luôn á. Nó khá là giống. Nếu các bạn nào đã ngửi qua cái chai Donut 29 của Lalabo rồi á, thì khi mà các bạn ngửi cái chai Apple of My Eyes này của Man Mother Son á, thì các bạn sẽ cảm thấy nó có cái sự quen thuộc thật sự. Nếu để diễn tả cho cái mùi hương Apple of My Eyes này á, thì mình thấy đây là một cái mùi hương nó kiểu trong sáng, sạch sẽ, nó khá là mát mẻ và thư giãn nữa, đến từ cái mùi của trà. Về mùi hương này thì mình thấy nó hợp unisex, nhưng mà mình nghĩ nó thiên nữ hơn một chút. Cái phong cách của cái mùi hương nước hoa này thì mình nghĩ các bạn nam nữ mà thích những cái phong cách đơn giản như là kiểu basic tea thì sử dụng cái mùi hương nước hoa này nó sẽ khá là hợp. Lưu hương của cái mùi hương này thì mình thấy nó không quá lâu, nó maybe nó khoảng 6 tiếng trên da của mình, tầm tiếng thứ 5 thì nó sẽ thành ginseng. Còn tỏa hương thì nó tỏa khoảng gần một cánh tay, mình thấy nó tỏa cũng tương đối tốt, cũng không quá tệ.
Ở mùi hương này thì mình muốn chấm nó ở mức là 8 trên 10 điểm. Tuy nhiên cái mùi hương nó rất giống Le Labo de Noir 29, cho nên mình sẽ chấm nó ở mức là 7 trên 10 điểm. Và đó là chai đầu tiên, Apple of My Eyes. Đến với chai thứ hai, mình sẽ nói về cái chai Music to My Ear. Cái chai nước hoa này thì được hợp tác với lại công ty Givaudan, là một công ty Thụy Sĩ mà cung cấp hương liệu và điều chế nước hoa khá là lớn trên thế giới á. Cái giò xịt này mạnh dữ. Tông mùi chủ đạo của cái chai Music to My Ear này á, nó là một cái mùi cam chanh. Mở đầu á, thì nó có mùi của táo, có mùi của chanh zuzu, rồi có mùi của cam bergamot nữa. Sau đó thì nó có một cái tông mùi hoa trắng xuất hiện, đó là mùi của hoa lily cùng với lại long diên hương với lại gỗ tuyết tùng nữa. Nhìn tổng thể thì đây là một cái mùi hương kiểu tông citrus nhẹ nhàng, mà phải nói là nó khá là nhẹ luôn á. Nó tạo cảm giác mát mẻ, kiểu giống như là dùng mùi hương cho mùa hè vậy. Lúc mà mở đầu cái mùi hương này á, thì mình có cảm giác nó khá là giống cái chai Tom Ford Negroni Portofino. Cái trong cái chai nước hoa này á, thì nó không có hương hoa cam, nhưng mà những cái thành phần giống như là cam chanh zuzu á, thì nó làm cho mình có cái cảm giác đó, thêm vào cái hương hoa trắng nữa, cho nên là mình có cảm nhận nó giống cái mùi hương hoa cam. Khi mà cái mùi hương cái này nó dịu dịu xuống á, nó dần trở nên ổn định rồi á, thì đúng là nó không có giống Tom Ford Negroni Portofino đâu, nhưng mà mình vẫn cảm giác cái mùi hương này nó quen thuộc. Chỉ là mình chưa tìm được cái mùi hương nước hoa nào mình đã ngửi trước đây rồi. Mình có cảm giác nó giống một chai nữa, mà cái chai đó lâu rồi mình chưa ngửi, đó chính là cái chai của Bottega Veneta, cái chai Neroli bao nhiêu á mình không nhớ, mình sẽ để hình cho đây cho các bạn. Mình có cảm giác nó hơi hơi giống cái chai đó. Ở mùi hương Music to My Ear này á, thì mình thấy nó hợp với lại nữ nhiều hơn. Cái mùi hương á, nó tạo cảm giác mát mẻ, nó fresh, bởi vì nó được đưa vào cái mùi cam chanh khá là nhiều. Mùi hương này thì mình nghĩ nó hợp sử dụng vào mùa hè thôi. Và bởi vì cái mùi hương này cam chanh khá là nhiều, cho nên độ lưu hương nó cũng không được lâu đâu, nó lưu khoảng 4 tiếng à. Còn tỏa hương thì mình thấy nó tỏa tốt ở giai đoạn đầu. Giai đoạn đầu thì mình thấy nó tỏa khoảng một cánh tay á. Còn về sau thì khoảng nửa cánh tay, khoảng tiếng sau thì mùi hương nó dịu xuống thì nó tỏa khoảng nửa cánh tay thôi à. Còn lại thì thật sự cái mùi hương citrus này đối với mình thì nó không hẳn là ấn tượng lắm. Mình cũng là một người khá thích tông mùi cam chanh á, nhưng mà cái mùi hương này thì da nó kiểu nó bình thường, nó giống như là những cái mùi mà mình đã ngửi trước đây rồi, khá là quen thuộc ở một cái mùi hương cam chanh nào đó. Nó không phải là một mùi hương nó tệ, nhưng mà nó cũng không hẳn là một mùi hương hay. Và ở cái mùi hương Music to My Ear này á, thì mình sẽ chấm nó ở mức là 7 trên 10 điểm. Và đó là chai thứ hai, Music to My Ear. Đến với chai thứ ba, mình sẽ nói về cái chai Mystery Touch. Thì nếu như cái chai Music to My Ear nó được kết hợp với lại Givaudan á, thì cái chai Mystery Touch này á, nó được kết hợp với lại Femonique. Thì hai công ty là Givaudan với lại Femonique á, là hai công ty hàng đầu của Thụy Sĩ, mà cũng hẳn là hàng đầu trên thế giới luôn á, cung cấp hương liệu và điều chế nước hoa. Có rất là nhiều thương hiệu nước hoa hợp tác với lại hai công ty này để điều chế các sản phẩm mùi hương cho họ. Về phần mùi hương của chai Mystery Touch này á, thì cái mùi hương á, mình chỉ ngửi được một cái nốt hương chủ đạo của nó thôi, nó chính là Ambroxan. Phải nói cái mùi hương này nó rất là giống cái chai Le Labo Another 13, Another 13. Và một chai nước hoa nữa đó chính là cái chai Juliet Has a Gun, Not a Perfume đó. Da nó rất là giống luôn, mình thấy nó giống cũng 80-90% á. Phải nói là cái chai Mystery Touch này với là cái chai Apple My Eye á, khi mình vừa xịt ra là mình thấy nó cái nét đó, nó giống là cái chai những cái chai nước hoa của Le Labo luôn á. Cái chai này thì mình dễ nhận ra nó giống Another 13 hơn hơn là cái chai kia. Và giống với là cái chai Apple My Eye á, thì các bạn nào đã ngửi qua cái chai Le Labo Another 13 á, với là cái chai Juliet Has a Gun, Not a Perfume á, thì các bạn sẽ cảm nhận được cái sự giống nhau gần như là ngay lập tức khi mà các bạn ngửi cái chai Mystery Touch này. Thật sự thấy tổng thể cái mùi hương này á, thì nó cũng giống như là những cái chai nước hoa như Another 13 hay là Not a Perfume á, nó kiểu là cái mùi skin scent, cái mùi hương da thịt á. Cái mùi hương này thì nó không thực sự là mới mẻ, đúng là nó không mới mẻ thiệt. Và ở mùi hương này thì độ lưu hương nó cũng không có quá lâu, maybe trên da mình khoảng 6 tiếng mình thấy cỡ đó là hết rồi. Tỏa hương đó thì da nó là mùi hương da thịt, cho nên nó tỏa hương khá là gần, tỏa hương khoảng nửa cánh tay à, nó không có tỏa xa. Và ở cái chai này thì mình sẽ chấm nó ở mức là 6 trên 10 điểm.
À, cái chai Le Labo Another 13 á, thì thật sự nó mình không có thích cái mùi hương đó, và cái mùi hương này nó giống cái chai Le Labo nữa, cho nên mình chấm nó ở cái mức điểm như vậy. Và đó là chai thứ ba, Mystery Touch. Đến với chai thứ tư, đó chính là cái chai Smell the Rose. Cái chai này á, thì nó có một cái điểm đặc biệt á, là cái người điều chế của cái mùi hương này á, là người mà điều chế một số chai nước hoa của By Kilian á. Mình không nhớ cái tên, mình sẽ để hình cho các bạn xem nhé. À, một số chai mà cái người này điều chế mình khi mà mình tìm hiểu mình thấy như có Black Phantom nè, rồi Vodka on the Rock, với lại cái chai Apple Grandy nữa. À, cái điều này cho thấy á, là cái nhà Maison de Son này á, mặc dù á, nó là một cái nhà mới nhưng mà họ cũng cố gắng hợp tác với là những cái công ty hàng đầu cũng như là những cái perfumer khá là nổi tiếng để làm ra những cái mùi hương cho họ. Trước mắt là mình thấy như vậy. Bây giờ đến cái phần mùi hương của cái chai Smell the Rose, và nói cái vòi xịt của cái vial này nó mạnh thiệt. Cái mùi hương của Smell the Rose á, mở đầu á, nó sẽ là cái mùi hương hơi khai khai của quả lý chu đen cùng với một cái chút hơi cay cay của tiêu nữa. Sau đó thì cái tông mùi chủ đạo của cái mùi hương này là hoa hồng, nó sẽ xuất hiện. Sau đó thì nó được cân bằng thêm một cái cảm giác nó nhẹ nhàng sạch sẽ của xạ hương nữa. Cái mùi hương này á, thì như qua cái tên các bạn sẽ thấy nó là một cái mùi hương hoa hồng, nó tạo cảm giác nữ tính, hơi quyến rũ, và nó có cái nét sang trọng của cái mùi hương này nữa. Và nếu như cái ba cái chai nước hoa vừa rồi mình vừa chia sẻ, mình đều có cái cảm nhận mình thấy nó giống với là một cái chai nước hoa nào đó lúc trước mình đã ngửi rồi, và những cái chai nước hoa nó cũng khá là phổ biến nữa, thì cái mùi hương Smell the Rose nó cũng như vậy luôn. Bản thân mình thì mình thấy cái chai này nó giống với là cái chai Versace Rye Crystal á. Ở cái mùi hương này thì mình không thẳng là thấy nó giống lắm, nhưng mà mình cũng thấy nó giống cái chai Versace Rye Crystal khoảng 70%. Cái mùi hương này thì mùi hồng nó đậm hơn và nó có sức quyến rũ hơn so với là cái mùi hương đó. Thật sự mình muốn chia sẻ thật với các bạn á, cái mùi hương Smell the Rose này là cái mùi hương thứ tư mình trải nghiệm. Cái nhà này có 5 mùi hương và mình chia ra mỗi ngày mình test thử một mùi. Thì đây là cái mùi hương thứ tư, cũng là ngày thứ tư mình test cái mùi hương của nhà này. Thì tới thời điểm mà mình ngửi cái mùi hương này á, thì mình không thấy cái nhà Maison de Son này nó có cái gì mới mẻ thật sự với mình. Tới cái mùi hương thứ tư này á, thì mình đều cảm nhận nó giống với là một cái mùi hương nào đó mình đã ngửi trước đây rồi. Mình đều cảm nhận được cái sự quen thuộc từ cái mùi hương đầu tiên cho đến cái mùi hương thứ tư này. Và nó không có thật sự là một cái gì đó mới mẻ với mình hết. Cái chai này á, nó cũng giống như những cái chai kia maybe, là nó đổi cái packaging thôi chứ nó cũng nó thật nó không có gì mới mẻ so với lại những cái chai như là Versace rồi Le Labo. Tất nhiên đây cũng chỉ là chia sẻ dựa trên quan niệm của mình thôi. Mùi hương này á, thì mình thấy nó lưu cũng khoảng 6 đến gần 7 tiếng, còn tỏa hương á, thì cũng khoảng một cánh tay á. Ở cái mùi hương Smell the Rose này á, thì mình sẽ chấm nó ở mức là 7 trên 10 điểm. Cái mùi hương này á, thì nó giống với lại Versace Crystal, nhưng mà cái mùi hương á, nó vẫn nữ tính, quyến rũ và sang trọng, cho nên mình chấm nó ở cái mức điểm như vậy. Và đó là cái chai thứ tư Smell the Rose của Maison de Son. Đến với mùi hương thứ năm, và cũng là cái mùi hương mình test cuối cùng của cái nhà Maison de Son này, đó chính là cái chai Test of You. Cái mùi hương này á, thì nó có cùng perfumer với lại cái mùi hương Mystery Touch, cũng được điều chế bởi công ty Feminist luôn. Về phần mùi hương này thì mình đã ngửi rồi, nhưng mà thật sự mình xịt ra mình ngửi lại mình cũng hơi sợ sợ. Cái mùi hương này á, thì nó có tông chủ đạo là thuốc lá và là mật ong. Nói thật á, là mình cảm thấy mình may mắn là mình ngửi cái mùi hương này cuối cùng, tại vì cái mùi hương này nó khó ngửi cực kỳ luôn. Cái mùi hương á, nó không phải là cái kiểu mùi thuốc lá ngọt hay là kiểu như thuốc lá tươi, mà nó giống như là cái mùi thuốc lá cháy vậy. Nó hơi khen khét, nó khó ngửi lắm. Nó không giống những cái kiểu mùi thuốc lá mà nó ngửi trước đây như là Jack Club nè, Heroes hay là Nightshot chẳng hạn. Những cái mùi hương đó mình thường thường mình ngửi đó là cái mùi hương thuốc lá ngọt hoặc là thuốc lá tươi, còn cái chai này mùi thuốc lá nó kiểu mùi cháy, cho nên là nó khó chịu cực kỳ luôn. Trong năm cái mùi hương của nhà Maison de Son này á, thì cái chai Test of You này á, là cái chai mà dành cho nam sử dụng. Mình không nghĩ nữ sẽ phù hợp xài cái chai này luôn á. Thật sự cái mùi hương này á, nó khét, và mình nghĩ đối với là các bạn nào mà thích cái mùi hương kiểu mùi khét, mùi cháy cháy á, thì có thể các bạn sẽ ấn tượng cái mùi hương này. Nhưng mà đối với mình thì mình không có thẩm được cái mùi hương này nổi luôn. Mình nghĩ nữ cũng sẽ như vậy. Cái mùi hương này nó khó chịu cực kỳ. Và ở cái mùi hương này á, thì mình không thấy nó giống với lại một cái mùi hương thuốc lá nào mà mình đã ngửi trước đây.
Hơn nữa thì cái mùi hương này mình nghĩ ở Việt Nam á, cũng khá là khó xài. Cái tông mùi này á, mình thấy thu đông xài nó sẽ hợp hơn. Còn các bạn ở Việt Nam, đó là những cái bạn nào mà sống ở khu vực phía Nam như Sài Gòn á, thì xài cái mùi hương này mình thấy nó khó cực kỳ luôn. Cái mùi hương á, nó đã khó ngửi rồi mà thời tiết nó cũng không cho phép để xài cái mùi hương này nữa. À, cái chai này á, thì cái lần đầu mình ráng mình để coi cái độ lưu hương của cái mùi hương này nó là bao lâu, thì mình thấy nó lưu khá là lâu á, tầm 8 tới 10 tiếng. Mình nhớ cái ngày mà mình xịt cái mùi hương này á, nó cũng rơi vào cái ngày mưa, hiện tại cũng đang mưa. Thì cái hôm đó mình làm việc ở nhà thì mình xịt mặc cái áo tay dài, thì mình xịt ở trên cái mu bàn tay nè, thì cái áo tay dài nó phủ lên cái mu bàn tay á, thì cái mùi hương nó dính ở trên cái cổ tay áo cũng được mấy ngày luôn á. Cho nên á, là cái mùi hương này á, mình thấy nó lưu trên da thì 8 tới 10 tiếng, còn lưu trên quần áo thì chắc cũng da 4 8 tiếng hoặc là 24 tiếng cỡ đó. Tỏa hương á, thì cái chai này tỏa khoảng một cánh tay, nó tỏa cũng khá là tốt. Và ở cái mùi hương Tax of You này á, thì do nó khó ngửi quá đi cho nên mình sẽ chấm ở mức là 5 trên 10 điểm, tại nó khó ngửi quá. Và đó là chai thứ 5, Tax of You của Memorial Song. Thật sự nếu phải đánh giá những cái mùi hương này của nhà Memorial Song á, thì mình thấy hầu hết tất cả các mùi hương của cái nhà này á, nó đều được lấy cảm hứng bởi một cái mùi hương nào đó đã phổ biến ở trên thị trường trước đây rồi. Có nhiều người nói cái nhà này á, là nhà niche, nhưng mà mình thấy cái nhà này giống nhà clone hơn. Trước mắt là mình thấy như vậy, so với là những cái mùi hương hiện tại mà họ đã ra mắt rồi. Mình sẽ không biết trong tương lai á, nếu cái nhà này họ ra mắt những cái mùi hương mới á, thì nó sẽ như thế nào. Và tất nhiên đây cũng chỉ là quan điểm dựa trên quan điểm cá nhân của mình thôi. Và đó là về phần mùi hương. Tuy nhiên á, mình muốn nói về một cái khía cạnh khác nữa, đó chính là về phần giá tiền. Giá cho mỗi chai Memorial Song này á, là vào khoảng 85 euro. Một cái chai này ở Việt Nam mình thấy nó đâu đó khoảng 2 triệu, trên dưới 2 triệu tầm đó. Thì đây là một cái giá mà nó không phải gọi là quá đắt, cũng không hẳn là quá rẻ. Cái giá này thì mình nghĩ sẽ nhiều người tiếp cận được với nó. Hơn nữa thì những cái mùi hương của nhà này, ví dụ như là cái chai Apple of My Eyes này, hay là cái chai Mystery Touch á, là những cái chai mà nó khá là giống. Thật sự mình thấy nó giống như là y chang cái chai Le Labo Danone 29 với lại Another 13 luôn á. Mình thấy nó rất là giống. Thì đối với là các bạn nào mà quan tâm về giá khi mà đi mua nước hoa á, thì các bạn muốn tìm những cái mùi hương nó giống Le Labo á, thì tất nhiên đây là những sự lựa chọn mà các bạn có thể để ý tới rồi. Còn đối với là các bạn nào mà quan tâm về thương hiệu á, thì mình thấy cái thương hiệu Memorial Song này á, nó đang ở trong cái giai đoạn là xây dựng thương hiệu để nhiều người biết tới nó. Maybe là như vậy cho nên là hiện tại ở Việt Nam có khá là nhiều người nhắc tới cái thương hiệu nước hoa này. Hơn nữa thì cái nhà nước hoa này á, nó đa số là những cái mùi hương á, nó làm cho nữ khá là nhiều, nó thiên nữ khá là nhiều. Nam á, thì có một cái chai Tax of You rồi, mà cái chai đó thì cái mùi nó úi dồi ôi luôn, nó khó ngửi cực kỳ. Mình không biết mình nhắc là cái mùi nó bao nhiêu lần nữa, nhưng mà kiểu mình ngửi lại một lần nữa kiểu mình sợ cái mùi hương luôn. Và nếu như các bạn nào tò mò về những cái mùi hương của nhà Memorial Song này á, thì các bạn có thể mua cái set sample giống như mình để về test những cái mùi hương này thử, xem á, là có cái mùi hương nào hợp gu với bạn hay không. Có thể những cái mùi hương này nó sẽ là một trong những sự thay đổi bên cạnh những cái mùi hương mà bạn đang có thì sao, maybe mình không biết được. Thì vừa xong vừa chia sẻ cho các bạn những chai nước hoa của cái nhà Memorial Song này. Các bạn đã ngửi qua những cái mùi hương của nhà này chưa? Nó còn khá là mới á, mình không nghĩ nhiều người xem cái channel của mình biết tới cái nhà nước hoa này. Nếu các bạn ngửi qua rồi thì hãy cho mình biết cái nhận xét của bạn về những cái mùi hương của nhà này nữa nhé. Và nếu như các bạn xem cái video thấy hay và giúp ích cho các bạn á, thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để tiếp theo nhiều lần cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và mình ra một video mới vào tối thứ bảy mỗi tuần. Nếu mình có thêm thời gian á, thì mình sẽ cho một video vào thứ tư nữa, cho nên các bạn không bỏ lỡ đâu.